Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay theo truyền thống là ngày cúng ông Công, ông Táo. Cũng như thường lệ, nhiều gia đình đã tổ chức đốt vàng mã. Tục đốt vàng mã với ý nghĩa tốt đẹp, hướng về tổ tiên nguồn cội. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tục lệ này ngày càng trở nên thái quá khi vàng mã để đốt không chỉ có ý nghĩa tượng trưng, mở nhiều nơi còn gây ra tình trạng lãng phí, thậm chí còn gia tăng nguy cơ cháy nổ cũng như làm xấu thêm chất lượng không khí. Hôm nay, nhiều gia đình ở Hà Nội sắm sửa đồ lễ cúng, thắp hương, đặc biệt là vàng mã. Nhiều người sau khi cúng xong thì mang vàng mã đốt ngay trên vỉa hè, thậm chí dưới lòng đường, khiến các con phố đỏ lửa, khói bay mù mịt khắp nơi, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Tại một chung cư trên đường Minh Khai, người dân hóa vàng ở thiết bị được lắp đặt sẵn. Theo những người này, việc đốt vàng mã để tỏ lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên, dù ít, dù nhiều, thì việc đốt vàng mã đã trở thành thông lệ khi cúng ông Công, ông Táo của nhiều gia đình. Thật ra thì mình nghĩ đấy là tùy tâm thôi. Thật ra thì mình cũng, nhiều khi thì mình cũng nghĩ là cũng không cần phải mua quá nhiều, nhưng mà mình cũng vẫn phải có một chút ít, gọi là lưu giữ lại những cái nét cổ truyền của dân tộc. Từ em còn bé là bố mẹ ông ngoại em đã làm rồi, thì bây giờ mình cũng lớn rồi thì mình có thể giúp, bây giờ đến lúc mình giúp ông bà bố mẹ để thay mọi người làm những cái việc đấy. Việc đốt vàng mã vào ngày ông Công ông Táo đã diễn ra thường niên, nhưng việc này cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Mình thấy là từ thời các cụ mình rồi, cứ Tết đến là có những chuyện phong tục này. Mọi thứ làm theo tâm thôi em, thấy nó ổn là được. Trong những năm qua, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng khẳng định việc đốt vàng mã quá mức, phô trương là sự lãng phí, gây ô nhiễm môi trường, gây nguy cơ cháy nổ và không đúng với tinh thần Phật giáo. Vậy nên để thể hiện lòng hiếu thảo, thành kính với ông bà tổ tiên, thay vì mua thật nhiều vàng mã để đốt, hãy dùng số tiền đó vào những việc thực sự có ý nghĩa hơn. Đã đến lúc nên trả lại đúng nét đẹp văn hóa cho ngày ông Công ông Táo và ngày Tết để người Trần không tiêu tốn tiền của và người âm cũng không bội thực vàng mã vào mỗi dịp này.